có những thành tựu được xây nên từ đam mê, nhiệt huyết và nỗ lực kiến tạo. Có những giá trị được định hình từ khát vọng sẻ chia. Có những khí chất được tạo nên từ tâm thế vững chãi, không ngừng lan tỏa, không ngừng cống hiến cho cộng đồng. Bước sang tuổi 16, Kim Oanh Group đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tích ấn tượng với các giải thưởng được ghi nhận và những hoạt động cộng đồng đầy tính nhân văn. Chúng tôi phát triển trên nền tảng nguồn nhân lực trẻ trung, năng động, đầy sáng tạo và đam mê. Bằng nội lực mạnh mẽ cùng triết lý kinh doanh bền vững, năm 2023, Kim Oanh Group được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và là doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc. Bên cạnh đó, quỹ từ thiện Kim Oanh, Kim Oanh Foundation là một trong 10 tập thể đạt giải thưởng tình nguyện quốc gia. Cho đến nay, hệ sinh thái của Kim Oanh Group đã xây dựng hoàn chỉnh với các đơn vị thành viên gồm Kim Oanh Land đầu tư và phát triển dự án, Kim Oanh Construction thi công xây dựng hạ tầng và nhà ở, Kim Oanh Realty tiếp thị và phân phối bất động sản và Kim Oanh Foundation phát triển cộng đồng. Kim chỉ nằm trong triết lý kinh doanh của Kim Oanh Group luôn là không ngừng tạo nên giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác, cổ đông và góp phần phát triển cộng đồng. Mỗi sản phẩm mà Kim Oanh Group đưa ra thị trường không chỉ đảm bảo chất lượng, tiềm năng gia tăng giá trị mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển, nâng cao đời sống của cư dân. Cho đến nay, Kim Oanh Group đã phát triển thành công hơn 50 dự án bất động sản với dải sản phẩm trải rộng ở tất cả các phân khúc, căn hộ, nhà phố, biệt thự, khu đô thị và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tại thời điểm này, Kim Oanh Group đang sở hữu quỹ đất sạch hơn 500 hectare, tọa lạc tại các thị trường trọng điểm, hứa hẹn tạo nên sự tăng trưởng đột phá trong 10 năm tới. Với bề dày kinh nghiệm và thành tích đã đạt được, cùng định hướng trở thành tập đoàn bất động sản mở rộng đa ngành, nhân văn, bền vững và hội nhập quốc tế, Kim Oanh Group đang không ngừng nâng tầm vị thế, ký kết hợp tác chiến lược cùng nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước để chung tay phát triển các dự án quy mô lớn, chất lượng vượt trội theo chuẩn quốc tế. Từ đầu năm 2023 đến nay, thị trường đã chứng kiến những cú bắt tay chiến lược đầy hứa hẹn của Kim Oanh Group với các tập đoàn hàng đầu châu Á. Đơn cử như ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn Subana Jurong tại Singapore nhằm phát triển các dự án bất động sản nhà ở, khu nghỉ dưỡng, tòa nhà văn phòng do Kim Oanh Group làm chủ đầu tư. Trước đó, Kim Oanh Group cũng đã ký kết hợp tác với tập đoàn Sumitomo Forestry tại Nhật Bản để triển khai một dự án tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là dự án mở đầu cho chiến lược hợp tác toàn diện giữa hai tập đoàn trong giai đoạn sắp tới. Với sự tin tưởng vào tiềm lực và những thế mạnh sẵn có của Kim Oanh Group trên thị trường, một lần nữa, Sumitomo Forestry và các tập đoàn danh tiếng khác của Nhật Bản như tập đoàn xây dựng Kumagai Gumi, tập đoàn viễn thông NTT cùng Aeon Việt Nam trực thuộc tập đoàn Aeon Nhật Bản tiếp tục ký kết hợp tác phát triển dự án khu đô thị Một Thế Giới, The One World. Dự án có quy mô gần 50 hectare, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. The One World được định hướng trở thành khu đô thị đẳng cấp hàng đầu tại Bình Dương theo mô hình All-in-One với môi trường sống xanh mát và hàng loạt tiện ích như trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, văn phòng làm việc, trung tâm y tế, vui chơi, giải trí, ẩm thực cùng hệ thống hạ tầng hiện đại và đảm bảo kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông của khu vực. Sản phẩm chính của The One World rất đa dạng, bao gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound và căn hộ. Khi hoàn thành, The One World hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt của thành phố Thuận An, đồng thời đánh dấu một cột mốc phát triển mới của Kim Oanh Group trên thị trường bất động sản với danh mục các dự án quy mô lớn, chất lượng vượt trội. Năm vừa qua chúng tôi cũng được hợp tác với Sumitomo Forestry ở một dự án ở Vũng Tàu, và qua những lời mời và qua khảo sát ký kết tại Nhật cũng như đi khảo sát các hệ thống phần xây dựng và cái công nghệ thông tin và những cái quản lý của Nhật Bản, thì chúng tôi cho rằng vào thời điểm này Kim Oanh chọn 4 đối tác Nhật Sumitomo Forestry, NTT và Kumagai Gumi cộng Aeon để phát triển khu đô thị Một Thế Giới đời One World là một cái đúng hướng, đúng chiến lược để chúng tôi tạo những cái giá trị điểm mạnh là của họ, như là phần xây dựng, phần thiết kế, phần cấu trúc và cái sự độ kỹ lưỡng của Nhật và sự chuyên nghiệp của họ. Cùng với Kim Oanh thì để đưa một dự án Một Thế Giới đời One World đến mức như mình mong muốn, và đặc biệt hơn nữa là Kim Oanh đã vươn xa, cho thấy rằng là Kim Oanh đã vươn xa qua tầm quốc tế như cái mong muốn nữa như vừa qua Kim Oanh đã đưa ra.
cái mơ ước chúng tôi làm sao một vài dự án tại Bình Dương, và không phải dự án ở một thế giới mà chúng tôi đang triển khai tiếp tục vài dự án ở Bình Dương cũng như Đồng Nai để đưa ra những mô hình chuẩn chỉnh này và đưa ra một dự án, và chúng tôi sẽ đặt một niềm tin và thực hiện dự án này đến một mức độ và cái mong muốn với bằng cái nhân văn và bền vững như Kim Anh đang đưa ra bằng cái tâm mình, và làm sao cái đem được cái giá trị ngoài nơi ở và cái tiện ích để phục vụ cho cái mô hình, cho dự án này. Vượt lên trên mục tiêu phát triển bất động sản, kiến tạo những khu đô thị đẳng cấp, tầm thế mới của Kim Oanh Group là vươn mình hội nhập quốc tế, với mong muốn sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác, khách hàng và góp phần tô điểm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Kim Oanh Group, kiến tạo cộng đồng, nâng tầm giá trị.